Kính chào quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại một điểm bán mai bên quốc lộ 1A, thị xã An Nhơn. Đây là ngày cuối năm, chắc có lẽ là ngày nay nữa thì người ta dọn rồi. Mai nở rất là nhiều. Thị trường mai Tết năm nay có vẻ là hơi trầm lắng, không sôi động như những năm trước. Và mai nở rất là đẹp, mai giáo nhưng mà cánh khung bông cực đẹp. Các bạn thấy cả một cái bãi mai này thì một màu vàng rực, vô cùng rực rỡ, nhìn phải nói là cực phê. Quá là phê luôn các bạn. Cái mai bông cực kỳ dày và khung bông này vô cùng đẹp. Quá đã các bạn, cực kỳ phê. Đây mài dạo khuôn bông cũng rất là ok. Có lẽ là tình hình dịch bệnh năm nay tác động rất là lớn đến cái những người trồng hoa, cho nên thị trường năm nay rất là ảm đạm, không sôi động như những năm trước. Quá là đẹp. Cả một đoạn đường dài mai nữa là vô cùng cực rỡ, còn rất là nhiều. Mặc dù
nay đã là 29 Tết rồi. Nhưng mà lượng mai còn quá là nhiều các bạn. Như vậy đã thấy là thị trường nó u ám như thế nào. Hàng ngàn chậu mai đang rực rỡ. Bên này đang rất là nhiều búp, quá là khủng, khủng khiếp. Quá to, màu quá đẹp. Quá phê luôn.